kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Tự bào chữa, ông Tất Thành Cang nghẹn ngào không nói nên lời. Ông Nguyễn Thành Long đã can thiệp hỗ trợ công ty Việt Á, kiến nghị chuyển công an điều tra một số gói thầu liên quan Việt Á. Ông Lê Hồng Sơn điều hành hoạt động Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay ông Chu Ngọc Anh. Tự bào chữa, ông Tất Thành Cang nghẹn ngào không nói nên lời. Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 7, bào chữa cho mình, ông Tất Thành Cang nghẹn ngào không nói nên lời. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đang xét xử bị cáo Tất Thành Cang, cựu phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản. Trong vụ án, bị cáo Tất Thành Cang bị quy kết sai phạm khi có bút phê đồng ý cho Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim, gây thất thoát tài sản nhà nước. Với sai phạm trên, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang mức án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tại phiên tòa chiều ngày 7 tháng 6, đại diện cơ quan công tố đề nghị giảm cho bị cáo Tất Thành Cang từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù. Bào chữa cho cựu phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư nêu ra các quan điểm cho rằng thân chủ mình không phạm tội nên đề nghị tòa tuyên vô tội. Đến phần tự bào chữa, bị cáo Tất Thành Cang cảm ơn đại diện cơ quan công tố đã ghi nhận một số tình tiết mới để đề nghị tòa giảm án. Bị cáo mong tòa xem xét vụ án một cách toàn diện, khách quan. Nói tới đây, cựu phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nghẹn ngào, không nói nên lời. Chủ tọa phiên tòa phải nhắc bị cáo bình tĩnh. Sau một lúc im lặng, bình tĩnh lại, bị cáo Tất Thành Cang tiếp tục trình bày và cho rằng thường trực Thành ủy không chủ trương đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán. Từ đó bị cáo chủ trương không tiếp tục đầu tư tăng vốn điều lệ vào Sadeco. Bị cáo Tất Thành Cang nhận trách nhiệm đã thiếu sót trong công tác kiểm tra. Cụ thể, do công việc của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quá nhiều, nghe văn phòng Thành ủy báo cáo mà không phát hiện ra tờ trình 12A giả mạo để ngăn chặn kịp thời. Quá tin cơ quan chủ sở hữu, không hình dung ra việc cán bộ văn phòng cấp ủy tự ý thay đổi một tờ trình của tập thể đã được cho ý kiến. Cựu Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mình chỉ là người đưa ra chủ trương và không chỉ đạo, tạo điều kiện cho bị cáo Tề Chí Dũng, cựu chủ tịch Sadeco cùng đồng phạm thực hiện hành vi sai phạm. Đồng thời không có mục đích vụ lợi cá nhân trong việc chấp thuận chủ trương cho Sadeco chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu. Tiếp đó, bị cáo Tề Chí Dũng tự bào chữa và trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng. Cựu chủ tịch Sadeco mong tòa xem xét giảm án để sớm làm lại cuộc đời. Phiên tòa tiếp tục tranh luận. Ông Nguyễn Thành Long đã can thiệp hỗ trợ công ty Việt Á. Thưa quý vị, ông Nguyễn Thành Long có tác động can thiệp hỗ trợ công ty Việt Á trong các sai phạm liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19. Phát biểu trước báo chí sau phiên làm việc sáng nay, mùng 7 tháng 6 của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thành, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu, nhắc lại nguyên nhân khiến ông Nguyễn Thành Long bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Cơ quan có thẩm quyền kết luận, ông Nguyễn Thành Long thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, can thiệp, tác động, hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương với bộ kit xét nghiệm để ban hành các thông báo giá sinh phẩm, trang thiết bị y tế, chẩn đoán COVID-19 trái quy định. Từ những hành vi này, các cơ quan có thẩm quyền kết luận ông Nguyễn Thành Long suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Y tế. Sáng ngày 7 tháng 6, Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu và tiến hành thủ tục bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Thành Long và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông này bằng hình thức bỏ phiếu kín. 473 đại biểu tán thành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Thành Long thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, chiếm 94,79% tổng số đại biểu, 6 đại biểu không tán thành, chiếm 1,2% số đại biểu. Về cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Long, 471 đại biểu tán thành, chiếm 94,39%, 8 đại biểu không tán thành, 1,6%.
Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thành Long. Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Thành Long. Ông Nguyễn Thành Long, sinh năm 1966, quê quán Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định, trình độ giáo sư, tiến sĩ, y học, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 11 năm 2011, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, tháng 12 năm 2011, Thứ trưởng Bộ Y tế, tháng 10 năm 2018, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, tháng 1 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế, tháng 7 năm 2020, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế, tháng 6 năm 2022, bị khai trừ khỏi đảng. Kiến nghị chuyển công an điều tra một số gói thầu liên quan Việt Á. Thưa quý vị, Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị chuyển công an tiếp tục điều tra làm rõ một số gói thầu mua sắm kit xét nghiệm ở CDC, ở một bệnh viện và một gói thầu mua máy X-quang. Ngày 7 tháng 6, Thanh tra thành phố Cần Thơ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch COVID-19 tại Sở Y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan. Thông báo kết luận thanh tra nêu, trong năm 2020 và 2021, các đơn vị trên địa bàn đã mua sắm 576 gói thầu, tổng giá trị là 276,567 tỷ đồng. Đoàn thanh tra kiểm tra 413 gói thầu, với tổng giá trị 238,081 tỷ đồng. CDC đã thực hiện 7 gói thầu có liên quan công ty Việt Á. Theo thông báo kết luận, CDC Cần Thơ thực hiện 7 gói thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, trong đó 5 gói thầu đã làm thủ tục thanh toán, 2 gói thầu tạm dừng thanh toán, đã thực hiện các bước theo quy trình chỉ định thầu. Đơn vị được chỉ định thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học Hợp Nhất. Năm 2020, CDC Cần Thơ có thiết bị xét nghiệm hiệu Biorax CFX96, tương thích với nhiều loại sinh phẩm xét nghiệm nhưng không được Hội đồng Khoa học Công nghệ đánh giá xem xét, so sánh giá giữa các sản phẩm mà quyết định đề xuất sản phẩm của công ty Việt Á. Ngoài ra, một số gói thầu không có hồ sơ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc áp giá thiết bị theo chứng thư thẩm định giá không phù hợp với thời gian, chứng thư thẩm định giá chưa phản ánh chính xác giá so với giá thị trường, dẫn đến việc xây dựng đơn giá dự thầu chưa đảm bảo chính xác, khách quan. Hơn nữa, việc thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá do CDC Cần Thơ tự thực hiện, không có quyết định chỉ định thầu và không đưa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. CDC Cần Thơ lập hồ sơ mời thầu không nêu tiêu chuẩn đánh giá theo quy định. Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học Hợp Nhất, kết quả kiểm tra chất lượng thành phẩm và hướng dẫn sử dụng nêu sản phẩm không đúng theo bảng chào giá. Kết quả kiểm tra chất lượng thành phẩm và hướng dẫn sử dụng nêu sản phẩm không đúng theo bảng chào giá. Do đó, hồ sơ không đáp ứng về tính năng kỹ thuật nhưng vẫn được tổ chuyên gia đấu thầu và tổ thẩm định đề xuất trúng thầu và được giám đốc CDC Cần Thơ phê duyệt công ty Hợp Nhất trúng thầu là không quy định của luật đấu thầu năm 2013. Theo kết luận thanh tra, thời gian ký kết thực hiện hợp đồng không đảm bảo theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, CDC Cần Thơ nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu là công ty Hợp Nhất không đúng chủng loại kit xét nghiệm, dẫn đến thanh toán vượt quy định. Việc chỉ định thầu của CDC Cần Thơ có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty Việt Á và chỉ định công ty Hợp Nhất thực hiện gói thầu nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua sắm, xây dựng giá không tham khảo giá thị trường, dẫn đến chênh lệch giá gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Ngoài ra, đến thời điểm thanh toán, CDC Cần Thơ còn mượn hàng chưa làm thủ tục thanh toán và thủ tục đấu thầu, tổng giá trị thực hiện hơn 7,3 tỷ đồng, gói số 1, gói số 2, giá đề nghị phê duyệt hơn 10 tỷ đồng. Thanh tra thành phố Cần Thơ cho rằng, để xảy ra những hạn chế thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc CDC Cần Thơ, Hội đồng Khoa học Công nghệ Cơ sở, Tổ thẩm định, chuyên gia xét thầu và các cá nhân tham mưu thực hiện gói thầu. Kiến nghị chuyển cơ quan công an. Từ những sai sót trên, Thanh tra thành phố Cần Thơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế, các cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan và khắc phục những hạn chế thiếu sót qua thanh tra. Về tài chính, yêu cầu các đơn vị cá nhân có liên quan thu hồi các nội dung sai phạm về mua sắm và sử dụng hơn 61,7 triệu đồng. Thanh tra thành phố Cần Thơ cũng kiến nghị chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, 5 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của công ty Việt Á sản xuất do CDC Cần Thơ chỉ định thầu có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty này và chỉ định công ty Hợp Nhất là đơn vị cung cấp hàng hóa, đồng thời hợp thức hóa hồ sơ mua sắm,
để thực hiện thanh toán cho nhà thầu không đúng quy định pháp luật, vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại ngân sách nhà nước. Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị chuyển công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật gói thầu mua sắm máy X-quang di động kỹ thuật số phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Y học Cổ truyền do vi phạm nghiêm trọng các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lê Hồng Sơn điều hành hoạt động Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay ông Chu Ngọc Anh. Thưa quý vị, ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2022 thay ông Chu Ngọc Anh. Cấp có thẩm quyền của Đảng đã có văn bản chỉ đạo về việc phân công cán bộ điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay ông Chu Ngọc Anh. Theo đó, ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2022. Ông Lê Hồng Sơn sinh năm 1964, quê quán xã Hoàng Đức, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trình độ chuyên môn cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông là Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Trong chiều ngày 7 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Trước đó, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên là Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.